Chào các bạn, trong ngày hôm nay có một bạn hỏi tôi một câu hỏi rất là hay và tôi muốn làm video để mà chia sẻ thêm một chút với các bạn. Các bạn có hỏi tôi rằng là thấy cho em hỏi là Sam thấy có một số nhà sau khi làm xong mà chuyển đến ở một căn nhà mới thì gia đình nó gặp rất là nhiều những cái vấn đề về nạn. Có nghĩa là nạn ở đây bạn ấy bảo rằng là gặp về tai nạn rồi thì trục trặc đủ mọi điều. có khi là vợ chồng còn ly hôn bỏ nhau thì cái này nó liên quan đến phong thủy hay không? Thì thực ra tôi mới làm video để mà chia sẻ giúp các bạn có thể hiểu hơn về vấn đề này. Bởi vì như các bạn đúng không, bản thân chúng ta hãy nghiệm xem là xung quanh chúng ta Thì bình thường là chúng ta cũng đã từng thấy rất là nhiều nhà Họ ở trong một căn nhà cũ Nó rất là êm đềm, nó rất là phát triển, rất là tốt Tuy nhiên, sau khi chuyển đến ở một căn nhà mới thì tự nhiên là Vợ chồng thì có những cái trục trặc Chưa kể thì nhà đúng không, gặp hết nạn nọ đến nạn kia Hôm thì ngã xe, hôm thì va quẹt xe đúng không Đấy, Rất là nhiều vấn đề, thậm chí là vợ chồng bỏ nhau Thì cái do tại sao lại như vậy Thì bạn hình dung như này nhá trong phong thủy ấy, thì để nói về cái mức độ ứng nghiệm của phong thủy nếu như bạn nào đã uh, theo dõi và nghiên cứu cái này thì tỷ lệ ứng nghiệm của phong thủy nó rất là chính xác không phải tự nhiên mà người ta có nói một cái tên chia sẻ rằng phong thủy là một cái bộ môn khoa học không phải tự nhiên họ nói như vậy bởi vì trong phong thủy nó có tính ứng nghiệm nó rất là cao theo từng cái độ số tính toán ra bạn hình dung là khi bạn ở một cái căn nhà cũ Đấy thì có thể là nó vận trình nó đang được tốt đẹp nó không vấn đề gì cả tuy nhiên là ở chuyển sang ở một căn nhà mới thì cái yếu tố thứ nhất ví dụ như là về cái tuổi của người chủ nhà nó không hợp với hướng nhà đó chủ nhà ở cái hướng nhà phá tiền hoặc là chủ nhà ở hướng nhà có những cái cung liên quan đến đào hoa đúng không xương dâm thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề như vậy chưa kể là những cái hướng nhà hay gặp những cái tai họa đây là xét về góc độ hướng nhà nhé lấy yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là gì bố cục trong một căn nhà như tôi đã chia sẻ là ảnh hưởng rất là nhiều đến phong thủy ví dụ như là cung xấu thì lại bố trí những cái phòng ngủ ban thờ bếp tức là trong một căn nhà chúng ta sẽ có những cung tốt cung xấu thì cái việc của cái người tư vấn phong thủy đó là tìm ra cung tốt để bố trí những cái cần thiết vào đó như ban thờ bếp phòng ngủ thì phải bố trí vào cung tốt ưu tiên đúng không còn ở nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ bố trí vào những cung vị xấu hoặc là bể phốt cũng vậy thì có thể rằng là bị phạm trong cái vấn đề mà chúng ta bố trí và tiếp theo nữa một yếu tố cũng rất là quan trọng đó là cái chỉ số năng lượng của cái mảnh đất cái địa khí của đất đó có thể là họ không biết là cái nền đất đó có khi là bên dưới vẫn còn những cái mồ mả mà, đúng không bên dưới vẫn còn xương cốt bên dưới cái chỉ số năng lượng nó, nó rất là thấp cái chỉ số đó thì nó cũng ảnh hưởng tác động rất là nhiều đến cái vận trình tôi lấy một cái ví dụ như này bạn hình dung là nếu như bạn ở trong cái phòng ngủ mà có một cái giếng ngày xưa thì kiểu gì cái người nó bệnh rất là nặng và có những bệnh liên quan đến ung thư luôn nếu như mà ngủ trong phòng mà hồi dưới các bạn thử thử nghiệm mà xem nhá tôi nghiệm rất là nhiều rồi vô tình là chúng ta nằm ngủ trên một cái nền của cái giếng chúng ta không biết về cái điều đó cũng nhận một cái mảnh đất chúng ta chuyển đến ở nhưng ta không biết cái mảnh đất này cái nguồn gốc giảm sao như thế nào thì khi lỡ ở đó thì cái vận trình thay đổi hoàn toàn thì đó chưa kể lại về những yếu tố ngoại sát đúng không những yếu tố ngoại sát như cái căn nhà bạn mới chuyển đến nó bị những cái sát khí mà bạn vô tình bạn không biết gần những cái trạm biến áp đúng không hoặc là bị những cái con đường lớn nó đâm vào thì những yếu tố đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vận trình của cái ngôi nhà cũng như là vận trình của những người ở trong căn nhà đó vì vậy mà lý do tại sao những người sau khi chuyển đến ở một căn nhà mới cái vận trình họ lại thay đổi như vậy có những người chuyển căn nhà mới rất phát rất tốt tuy nhiên là ngược lại thì có những người chuyển đến ở căn nhà mới cái vận trình đi xuống rất là nhiều bệnh tật kinh tế phát kém phát triển rất là nhiều vấn đề chồng thì cờ bạc, rượu chè, ngoại tình rất rất là nhiều vấn đề khác nhau. Đấy, vì vậy mà các bạn cần lưu ý khi mà chúng ta chuyển đến ở căn nhà mới thì cần cái sự tư vấn về mặt phong thủy là rất là cần thiết các bạn nhé. Đấy thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.